Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống khỏe cùng IDC Live, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Live. Thúy Minh rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay để cùng đi tìm hiểu căn bệnh vô sinh hiếm muộn. Quý vị và các bạn, hiện nay vấn đề vô sinh hiếm muộn là một vấn đề rất là phổ biến. Nhưng để có thể có những cái kiến thức đầy đủ để phòng tránh bệnh cũng như là điều trị bệnh một cách hiệu quả và khoa học thì không phải ai cũng biết. Và để giải quyết vấn đề này, ngày hôm nay chương trình đã mời đến trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn và hiện đang là giám đốc của phòng khám FBA Clinic. Vâng, xin chào bác sĩ Thành Sơn ạ. Cảm ơn bác sĩ đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC Thúy Miền và chào tất cả các quý vị khán giả. Vâng, và đối với chủ đề vô sinh hiếm muộn này thì dường như nó lại là một cái nỗi lo chung của các cặp vợ chồng đúng không ạ? Và đây cũng là một vấn đề rất là phổ biến, và trong tuần vừa rồi thì chương trình cũng nhận được rất nhiều cái email như là các câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình với cái chủ đề vô sinh hiếm muộn này. Và trong đó thì có câu hỏi của bạn Phạm Văn Mạnh sống tại Đông Hưng, Thái Bình, có câu hỏi như sau: tôi năm nay 29 tuổi và mới lấy vợ được 6 tháng. Vợ chồng tôi thì sức khỏe hoàn toàn bình thường, chuyện ấy cũng khá là suôn sẻ. Chỉ có điều là chúng tôi vẫn chưa có tin vui, mặc dù là ai cũng mong sớm có con. Chương trình cho tôi hỏi là lý do nào dẫn đến không có con hoặc là không có khả năng có con ạ. Và tôi cảm ơn chương trình rất là nhiều. Vâng, và trước tiên thì chuyên gia có thể phân tích kỹ hơn về cái tình trạng hiện tại của vợ chồng anh Phạm Văn Mạnh không ạ? Cảm ơn bạn Mạnh đã gửi câu hỏi đến chương trình. Hiện tại thì bạn Mạnh và vợ sống cùng nhau, cùng vợ 6 tháng. Và trong 6 tháng vừa qua thì không dùng biện pháp tránh thai nào mà chưa có được con. Thì thứ nhất thì về định nghĩa thì hiện tại bạn Mạnh và vợ thì vẫn chưa được gọi là vô sinh, chỉ gọi là mong con thôi. Về cái định nghĩa về vô sinh hiếm muộn có nghĩa là gì? Tình trạng khi mà hai vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh, đấy, quan hệ liên tiếp trong vòng 12 tháng và đặc biệt là không dùng biện pháp, bất kỳ một biện pháp tránh thai nào mà không có con được, thì đó thì mới gọi là vô sinh hiếm muộn. Cho nên trường hợp của bạn Mạnh thì là chủ yếu là mong con thôi, cũng chưa được gọi là vô sinh hiếm muộn. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối với nam giới thì có những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn ạ? Về các nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn ở nam giới thì chúng ta sẽ gặp khá nhiều. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến các nguyên nhân trực tiếp, đó là gì? Là từ tinh hoàn. Từ tinh hoàn có nghĩa là gì? Nhiều bạn thì tinh hoàn sẽ không sản xuất ra tinh trùng, hoặc là thì những thời điểm khi mà thì các tinh hoàn sẽ xuống nằm ở dưới bìu vào khoảng tháng thứ 6 đến tháng thứ 7 trong quá trình bào thai. Đấy, vì một cái lý do nào đó là trong cái quá trình bào thai tinh hoàn không di chuyển từ ổ bụng xuống dưới bìu thì cũng có khả năng sẽ gây ra thì vô sinh hiếm muộn, đó được gọi là hiện tượng tinh hoàn ẩn đó. Ngoài ra nữa thì gặp một số các bạn trong cái quá trình khi mà còn bé hoặc là gì quá trình trưởng thành lên thì các bạn nam hay gặp bị quai bị. Bệnh quai bị này nó có cái biến chứng đó là gây ra cái viêm teo tinh hoàn, và chính từ đó thì tinh hoàn cũng không sản xuất ra tinh trùng và chúng ta không có khả năng thì có thai được. Có một số những cái trường hợp đó là gì, khi mà tinh hoàn bình thường đấy, có sản xuất ra tinh trùng nhưng mà trong cái quá trình di chuyển của con tinh trùng thì nó bị tắc ở một cái đoạn nào đó thì tinh trùng cũng không thể nào phóng ra ngoài được, và dẫn đến là đây là một cái nguyên nhân gây ra cái vô sinh hiếm muộn của đàn ông nam giới. Đó chính là ví dụ như là viêm đường dẫn tinh này, hoặc là thì tắc đường dẫn tinh. Đấy. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ còn có một cái trường hợp nữa, đó là trường hợp mà giãn tĩnh mạch thường tinh. Đấy. Cái trường hợp mà giãn tĩnh mạch thường tinh như thế này thì thường thường
nam giới cũng gặp khá nhiều và sẽ phải can thiệp đến, chủ yếu sẽ làm IVF. Bởi vì khi mà giãn tĩnh mạch thường tinh như thế này thì làm nhiệt độ ở trong tinh hoàn nó tăng lên, và khi mà nhiệt độ tăng như vậy thì tinh hoàn sẽ không sản xuất ra tinh trùng. Đấy là một số những trường hợp chúng ta hay gặp nhất. Còn ngoài ra còn gì nữa, chúng ta có thể nói đến là một số trường hợp là bị sang chấn, bị chấn thương tinh hoàn, đụng dập này vân vân, thì nó cũng làm cho cái chức năng của tinh hoàn giảm đi rất là nhiều. Và một cái cuối cùng mà mình muốn nói đến nữa, có thể đó là gì, cái bệnh ung thư về tinh hoàn cũng là một trong số những cái trường hợp mà thì gây ra hiện tượng là gì, vô sinh hiếm muộn đấy. Vâng, vậy có thể thấy là ở nam giới thì có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng là vô sinh hiếm muộn, đúng không ạ? Tổng về cả khách quan và chủ quan. Vậy thì đối với nữ giới thì sao ạ? Có những cái nguyên nhân nào gây ra tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nữ giới ạ? Trường hợp về các nguyên nhân mà gây ra trường hợp về vô sinh hiếm muộn ở nữ giới thì đầu tiên chúng ta có rất là hay gặp, đó chính là dị dạng cái đường sinh dục. Đấy, dị dạng đường sinh dục ví dụ như là thì khi mà em bé sinh ra bẩm sinh thì đã không có tử cung này, hoặc là thì không có buồng trứng này, hoặc là gì dị dạng âm đạo, như là không có âm đạo hoặc là bị bít tắc. Đấy, rất nhiều những cái trường hợp như thế thì chúng ta thì cũng gây ra cái là gì, chúng ta sau này chúng ta không thể có con được. Đấy, nội tiết cũng sẽ thay đổi. Một cái nguyên nhân mà thường là đó chính là viêm nhiễm. Đấy, về viêm nhiễm âm đạo thì là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái vô sinh. Khi mà gây viêm nhiễm như vậy thì dịch tiết ra rất là nhiều, dịch viêm rồi khi mà tinh trùng vào trong đó thì nó sẽ bị quyện vào cái khí hư này và thì gây ra làm giảm cái khả năng thì mang thai của người phụ nữ đó. Ngoài ra đang chúng ta có thể hay gặp nữa đó chính là thì các nguyên nhân ở cổ tử cung. Cổ tử cung ví dụ như là cổ tử cung lộ tuyến, viêm lộ tuyến cổ tử cung này, hoặc là gì cổ tử cung trong một số những cái là thủ thuật, ví dụ như là đốt lộ tuyến cổ tử cung này, dao líp này vân vân, thì nó làm cho hai cái mép của cái cổ tử cung nó dính vào với nhau. Đấy, và dẫn đến là thì thường thường người phụ nữ cũng sẽ rất là khó có con trong cái trường hợp mà như thế này. Đó. Dạ vâng. Có vẻ là về phần nữ giới thì cái nguyên nhân theo vô sinh thì có vẻ nó đa dạng hơn. Đúng nhiều. Đúng rồi, đa dạng hơn rất là nhiều. Và còn rất nhiều nguyên nhân nữa. Ví dụ như là nguyên nhân từ tử cung. Tử cung thì một số trường hợp mình gặp, mình siêu âm trên lâm sàng được, niêm mạc nó rất là mỏng. Đấy, niêm mạc mỏng quá dưới 6mm thì gần như là thì người phụ nữ sẽ rất là khó có cơ hội để có thai. Bởi vì khi mà tinh trùng gặp một trứng rồi thì sẽ tạo ra phôi, và phôi sẽ làm tổ ở dưới lớp niêm mạc này. Nhưng mà khi mà lớp niêm mạc nó mỏng quá thì cái chất dinh dưỡng rồi mạch máu nuôi dưỡng thai nó rất là kém, và có thể thì sảy thai sớm mà thì đôi khi chúng ta không biết được. Đấy, hoặc là tử cung của người phụ nữ sẽ xuất hiện những khối u cục như là u xơ tử cung. Đấy, tử cung dị dạng hai sừng này, hoặc là gặp rất nhiều những trường hợp mà tử cung đôi vân vân, thì những cái trường hợp như vậy cũng rất là khó để mang thai, hoặc là khi mang thai một cái kích thước khối u nó rất là to thì nó có nguy cơ nó gây chèn ép, và thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng sảy thai sớm, ở dẫn đến là vô sinh. Xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn về những cái chia sẻ về căn bệnh vô sinh hiếm muộn rất là hữu ích cho khán giả chương trình vừa rồi. Vâng, hy vọng là qua những chia sẻ của bác sĩ Phạm Thành Sơn vừa rồi thì anh Phạm Văn Mạnh cũng đã rút ra được cho mình những cái thông tin hữu ích về căn bệnh vô sinh hiếm muộn, cũng như là sẽ sớm tìm ra cái phương pháp phù hợp với vợ chồng của mình. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live của chúng tôi đến đây cũng xin được phép khép lại, và xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn đã có mặt tại chương trình và có những chia sẻ chuyên môn rất hữu ích vừa rồi. Cảm ơn chương trình và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình IDC Live. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những số tiếp theo. Vâng, và nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.